paying 56 pesos for one dollar. Hello mọi người, đã trở lại video mới của mình. Hôm nay mình với bạn trai của mình đã bay về Manila. Tụi mình sẽ ở lại Manila một ngày, xong sau đó tụi mình sẽ bay về Bangkok. Mang lại bàn ngồi, xong tụi mình ăn, chờ bớt mưa, bắt grab. Sô-cô-la, mình thích ăn sô-cô-la này lắm luôn, rất là ngon, mọi người thử đi, thử mua ăn một lần, ngon lắm, ăn mà nghiền luôn đó nha. Ngày nào mình cũng ăn 2-3 thanh, mình ăn rất là ít luôn á, mà tập gym nhiều nữa mà mình không bị ốm, cũng không mập nữa, chấp nhận ăn sô-cô-la. Bây giờ mình với bạn trai của mình có bắt được chiếc Grab rồi, đi về. Kẹt xe quá trời, kẹt xe. Bây giờ tụi mình đi tới căn hộ, tụi mình book ở Manila, tụi mình ở một ngày. Bên trong rất là rộng. À, cái chỗ để TV thiết kế đẹp ha. Nơi này thiết kế nè. Có một cái view rất là đẹp. Tụi mình ở tầng 52. Thủ đô Manila, tầng 52, nhìn ra view rất là đẹp.
của mình vô trong một nhà hàng phong cách là của châu Âu á. Mình gọi món burger. Cái này là món châu Âu này, mình ăn món Mỹ. What's your name, baby? Nacho. À, bạn trai mình gọi món nacho. Manila thì ngay trung tâm